Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like khi cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 triệu token có ký hiệu là Micro Dot nè. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video Matram Start Chatbot nha bạn. Rồi bạn bấm join này góp. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join, nhiệm vụ khá là nhiều, các bạn nên cố gắng làm luôn. Các bạn join kênh gấp nè. Không có gì khó hết. Rồi tiếp tục bạn bấm up lên nè. Tiếp tục bạn follow Twitter, like và retweet nè. Trên tờ Twitter nè, các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè. Các bạn tweet nè. Sau đó bạn bắt up nè. Tiếp tục các bạn like. Các bạn like trên sàn Dexel. Rồi các bạn xuống đây chấp nhận điều khoản nha các bạn. Bấm vào confirm. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Đầu hôm mình có thấy cái mục like, nhưng mà thật ra cái máy mình lót không đủ. Các bạn chờ máy lót ổn định rồi các bạn bấm like nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Sau đó các bạn use consumer nha các bạn. Trên consumer thì bạn nào chưa có tài khoản thì tạo một cái tài khoản nha các bạn. Rồi để mình login vào các bạn. Chẳng được bạn. Trong web này không thể phụ quỷ. Các bạn login vào các bạn. Sau khi các bạn like xong thì bạn nhấp vào, tôi không phải lấy người máy nè các bạn. Rồi các bạn bấm vote nè bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lại giúp mình nha bạn. Bạn bấm up to wallet luôn đi các bạn. Để mình đồn like cho nó, dự án cho nó phát triển các bạn. Rồi tiếp tục các bạn vote cái nữa nè. Rồi vào đây mình có đăng ký không ta. Rồi các bạn đăng ký một cái tài khoản trên coi vút nữa bạn. Mình login có tài khoản chưa không biết, chắc có rồi. Sau khi các bạn login vào xong, các bạn bấm vút là các bạn bấm mua tên đi lên nè các bạn. Bạn bấm chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nè. Rồi vui lòng chấp nhấp vào từng hình ảnh có chứa một chiếc ô tô. Tô. Rồi các bạn bấm kiểm tra nha các bạn. Rồi bấm vút nè. Rồi bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi bạn cho nó up to wallet nữa, cái nữa các bạn. Cho nó một sao được không? Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow Facebook nè. Đăng nhập. Đem đăng nhập đi các bạn. Các bạn đăng nhập trên Giang đó, bạn bấm thích nè các bạn. Xuống đây các bạn bấm thích dự án nữa các bạn. Các bạn chia sẻ cái nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục subscribe cái tít nữa nè. Trên cái đít thì các bạn bấm vút cái các bạn. Rồi bấm dám bấm vào một son community nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn son controller nè. Rồi các bạn son rồi. Tiếp tục follow Twitter và retweet cái nữa nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet hoặc có thể chỉ dẫn tweet nha bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục các bạn join Discord nè. Trên Discord các bạn chấp nhận là mời người ta các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào đây cái tin nhắn đó, các bạn đi một câu đi, bất kỳ đi bạn. Này để nó chép mình không phải là robot thôi các bạn. Rồi bạn bắt up lên đó. Sau đó các bạn bấm đầu register nè bạn. Rồi bạn đúp trang nè các bạn. Card là card điện thoại. Ui, card là cái gì ta? Card điện thoại, BBB, xe đi. Rồi, các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Nhưng quên. Tiếp tục mình gửi địa chỉ với BB Smartchain Bet20 trên YouTube Collect mình nha bạn. Đối với bạn nào không biết lướt cấp xa thì các bạn dùng Google dịch, dịch từ đó ra là cái chữ gì nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp xa. Sau đó các bạn điền là profile Twitter mình nè bạn.
thì bấm tab Twitter mình ra nữa. Trên tab Twitter bạn nhấp ba cánh cùng, nhấp vào hồ sơ nữa, nhấp ba cánh cùng nữa, nhấp vào chia sẻ nữa. Rồi bạn sẽ xếp liên kết nữa. Rồi bạn gửi lên cho bot nữa. Sau đó bạn gửi lên Reddit nữa, đếm câu bài nào bạn. Mình không biết link tờ quýt bài nào luôn. Cái bài hồi nãy, cái bài thứ hai, cái bài đầu tiên của bạn tờ quýt, các bạn hoàn tất tới lại đi các bạn. Mình vào đây mình tờ quýt lại các bạn. Vào đây cái bài tờ quýt đầu tiên này. Các bạn like, các bạn trích dẫn cho tờ quýt, các bạn tan 5 người bạn mình vào nha các bạn. Các bạn gõ cộng mình hiện những người bạn của bạn, các bạn tờ quýt lên nè. Sau đó các bạn backup lên nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài của bạn data quiz nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn gửi lại cho bot nè. Sau đó send you follow update. Tiếp tục các bạn gửi lên một cái ảnh các bạn đã like cho nó nè các bạn. Bài nào ta? Cái bài các bạn đã vote D Excel nha các bạn. Rồi bạn gửi bài David Sell. Bài này nè. Bức ảnh này nè. Sorry các bạn. Các bạn nhấp vào mục in MBB nè các bạn. Upload Synop. Phan các bạn chậm xíu các bạn. Sorry các bạn bấm vào mục HIBB nè các bạn, .io nè. Rồi các bạn tải lên một bức ảnh các bạn đã nhấp vào mũi tên đầu tiên các bạn. Các bạn tải lên bức ảnh các bạn đã vuốt hồi nãy nè. Đã vuốt Dcell nè. Các bạn bấm chọn nè. Rồi các bạn bấm nút upload nha các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ chép liên kết này nè các bạn. Rồi, sau đó các bạn chờ dẫn bot nè. Bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi, tiếp tục thì các bạn cũng upload lên consumer cái nữa các bạn. Rồi, nhấn mũi tên đi lên nè các bạn. Rồi, các bạn nhấp vào mũi tên nè. Các bạn chọn tệp nè. Rồi, bức ảnh thứ hai là các bạn bức ảnh upload consumer các bạn. Rồi, các bạn bấm nút upload nè. Rồi sau đó các bạn copy cái link cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Thank you follow the food. Sao khó hiểu quá các bạn. Mình đã upload rồi mà nó kêu mình upload nữa các bạn. Link nữa. Thì mình upload cái nữa các bạn. Cho tôi thực bị nè. Mấy cái này mà khó khăn quá. Rồi các bạn sao chép cái nữa các bạn. Upload consumer support for covid to update send photo. Không biết bức ảnh nào ta. Thôi các bạn dán đại luôn đi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào iHealthNet nha các bạn. Tiếp tục các bạn gỡ đường link và profile Facebook của mình nè. Thì bạn nhấp vào Facebook mình nha các bạn. Trên Facebook thì bạn nhấp mũi tên nè. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè. Nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn sao chép đường link Facebook mình nè. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Sau đó các bạn bấm iHealthNet các bạn. Tiếp tục con gửi link Getit của mình nè. Thì bạn nhấp vào Getit mình nè. Rồi trên cái đấy thì nhấp vào ba cánh cùng nè bạn. Bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi bạn gửi lên cho bot nè. Sau đó họ có chọn Discord không bấm email cho net nè. Sau đó các bạn gửi lại username Discord của mình nè. Thì bạn mở Discord mình ra các bạn. Thôi các bạn Discord mình nè.
Trên Discord thì bạn copy username mình nằm chỗ này nè các bạn. Sao chép thăng sau 160 gọi cho bot nè. Quỳnh Nhân Anh thăng 6160 nữa. Mà gọi cho bot tiếp tục nè. Rồi, nói có son kênh trên lời không thì bạn kiểm tra cho gọi thì bấm mail cho net nè. Sau đó các bạn bấm mail cho net nè. Tiếp tục bấm vào menu nè. Bấm vào mình balance để check số cần kiếm được nè. Rồi, ok, mình đã nhận được 100 triệu tốc cần Miss Rolot nè. Khoảng 60 đô, các bạn dễ đánh ghép sẽ trong bè những người thân để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.